Chào các bạn, hôm nay Gia Dụng Nhà Việt xin giới thiệu với các bạn chiếc hộp đựng giấy treo tường của Ecoco. Với chiếc hộp này thì các bạn sẽ có thể yên tâm là để giấy trong nhà vệ sinh mà không bị ướt. Nó là chiếc hộp giấy chống thấm. Đây là cái tính năng của hộp giấy này. Và cái mã của sản phẩm này là E1903. Kích cỡ sản phẩm là 22,7cm nhân chiều, một chiều nữa là 13,8, một chiều là 15,7. Và cái hộp này có 3 màu, chúng ta đang có màu xám, màu xanh và màu đen. Bây giờ sẽ tìm hiểu kỹ hơn về cấu tạo của chiếc hộp giấy của Ecoco. Đóng gói sản phẩm rất là đẹp, chúng ta sẽ có chiếc nắp. Thì với mỗi màu khác nhau thì cái nắp này sẽ khác nhau. Và đây là cái hộp để giấy. Với chiều cao của cái hộp này khoảng 14cm, chiều sâu khoảng 16cm và chiều rộng khoảng 23cm. Chúng ta sẽ có sách hướng dẫn và đây là cái miếng để các bạn dán vào tường, sau đó treo lên. Đây là cái gờ để treo. Và nó sẽ ở tư thế này đứng. Cái hộp này có cấu tạo như vậy nên là sẽ đựng được 3 loại giấy. Chúng ta sẽ đựng được giấy cuộn đặc, rồi cuộn rỗng và giấy dạng gói. Cái nắp này thì người ta tách ra này để khi vận chuyển đỡ bị vỡ. Và chúng ta chỉ việc gài vào đây là xong. Các bạn thấy có cái lỗ đây, bạn gài vào. Ok. Và các bạn đóng mở nút bấm ở đây. Đây là đóng. Đây là gì? Mở. Và khi mở ra chúng ta sẽ để giấy được vào trong này. Nếu mà các bạn dùng giấy cuộn mà có lỗ thì chúng ta sẽ gạt này ra. Và gì ạ? Ví dụ tôi với cuộn giấy đây. Thì các bạn sẽ gạt ra và nhét cái cuộn này vào đây. Sau đó đóng vào. Và rất là tiện. Có cái nơi cắt ở đây luôn ạ. Đây là sử dụng giấy gì ạ? Giấy cuộn có lỗ. Thiết kế rất là thông minh. Trường hợp mà giấy đặc thì ta lại gập cái này lên và đặt cái cuộn giấy vào trong này là xong. Còn giấy gói cũng thế, đặt vào chỗ này để dùng khe này và đóng lại. Đây là tôi có cái hộp rượu màu xám. Chúng ta sẽ có cái hộp màu xanh thì sẽ chỉ khác nhau với cái nắp thôi. Đây là nắp hộp màu xanh. Cái nắp này cũng có cái để gì ạ? Để giấy cuộn. Chúng ta sẽ xem cái cách để giấy cuộn kỹ hơn. Đây ạ. Bạn thấy nó cuộn rất thoải mái. Và cái cuộn giấy này sẽ nằm hoàn toàn phía trong hộp nên sẽ không bị ướt. Và chúng ta có một cái màu đen. Màu đen này cũng rất là đen đậm. Rất là phù hợp với những không gian nhà vệ sinh hiện đại. Và đây là cái hộp giấy của Ecoco. Có kích thước khá lớn, gồm có màu xanh nhạt, màu xám và màu đen. Đây được 3 loại giấy, giấy cuộn có lỗ, giấy cuộn không lỗ và giấy hộp. Dùng để treo tường trong nhà vệ sinh. Để tìm hiểu kỹ hơn về cái bộ sản phẩm hộp giấy, hộp đựng giấy treo tường của Ecoco, các bạn có thể truy cập trong web gia dụng nhà việt.com. Cảm ơn các bạn theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại.